Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến một ký giả người Nga tên là Dmitry Muratov. Anh ta đã bán cái giải Nobel của anh ta để lấy tiền cho quỹ UNESCO, UNICEF, xin lỗi. Đó là cái quỹ gọi là trẻ em nhi đồng quốc tế. Tuần vừa rồi, nhà đấu thầu ở bên New York gọi là Heritage Auction đã tổ chức một cuộc đấu thầu bán đấu giá cái huy chương Nobel năm 21 của anh chàng ký giả Muratov, được đến 103 triệu, và sau đó tất cả sung vào quỹ UNICEF, nhi đồng quốc tế để cứu trợ trẻ con của nước Ukraine đi tị nạn. Đây là một sự thành công rất tốt đẹp và làm cho Nga bực mình. Rồi quý vị sẽ hỏi Muratov là ai? Thật ra anh chàng này chỉ là một ký giả tầm thường của nước Nga thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng cái bọn Nobel bây giờ nó không còn cái lý tưởng như ngày xưa. Nó lựa những cái cá nhân xuất sắc. Quý vị nhớ rằng 10 người hết cả 11. Các nhà khoa học gia, các nhà học giả thế giới, người ta đều nói rằng là cái giải Nobel Hòa bình năm 21 này không ai xứng đáng hơn Donald Trump. Là vì chưa có một tổng thống nào trên nước Mỹ, cũng như là trên toàn thế giới, mà một lúc đã hiệp thuyết phục được đến 4-5 quốc gia đem lại hòa bình. Trong đó có Kosovo, trong đó có UAE, trong đó có Qatar, trong đó có Bahrain ký với Netanyahu. Mà quý vị nhớ là cái thời tổng thống của Mỹ, Obama, là một cái quốc gia làm cho Trung Đông loạn nhất. Và nó chủ trương là chỉ muốn xé nát nước Do Thái. Cho nên chính tôi đã thưa với quý vị nhiều lần, Obama năm 2015 đã gọi bề Netanyahu qua bên tòa bạch cung, nói rằng về nhà, Do Thái nên trả lại đất đai cho Ả Rập. Netanyahu nói một câu: còn lâu, dân Do Thái chúng tôi đã sinh sống trên nửa thế kỷ, hai ba đời rồi, không có cái lý do nào bây giờ lại giao đất bỏ nhà ra đi. Đứng lên phủ đít ra vẻ. Obama mất mặt và thù. Bằng chứng là sau đó đã cho cái tụi Caliphate phát triển mạnh để mà nó giết cả Do Thái, giết cả da trắng, và làm cho đất nước loạn, thế giới này lộn thùng phèo. Đến lúc Donald Trump lên thì mọi sự lại trở lại êm đềm. Những người mà chống Donald Trump, bây giờ cho tôi biết đi, có tổng thống nào trong lịch sử của nước Mỹ và thế giới đã thuyết phục được hai kẻ thù truyền kiếp giữa Do Thái và Ả Rập Muslim mà trở thành anh em không? Như Donald Trump không? Những người chống Donald Trump cho tôi biết, có bao giờ mà một quốc gia đang kinh tế vứt đi thời Obama đến Donald Trump làm cho kinh tế hồi phục và phát triển không? Dầu hỏa đang 130 đô la một thùng xuống chỉ còn có 30 đô la không? Đấy là một cái chuyện mà chúng ta phải nói rằng là một cái sự huyền thoại của Donald Trump. Chúng ta cứ căn cứ một người lãnh tụ giỏi hay dốt qua cái đời sống kinh tế, tôi chưa nói đến vấn đề chính trị thế giới. Đối với Donald Trump, chính trị thế giới lại quá tuyệt vời. Suốt từ năm 1945 cho đến khi ông ta lên làm tổng thống 2017, chưa có một ông tổng thống Mỹ nào dám ra lệnh cho đồng minh trong khối NATO phải đóng tiền nuôi người Mỹ, nuôi quân Mỹ ở trên đất nước của họ. Trong khi Cộng sản đưa khẩu hiệu là chống Mỹ cứu nước, nó gọi là đế quốc Mỹ. Đây là một sự đần độn. Với những cái tên lớp ba trường làm đần độn, chúng ta không nói làm gì. Mà giờ này thế giới phải đóng tiền mời Mỹ ở lại. Nước Nhật phải đóng hàng chục tỷ đô la để nuôi 45.000 quân Mỹ đóng ở bên Nhật. Từ năm 1945 đến bây giờ, trước khi ông Donald Trump lên tổng thống, thì nước Mỹ phải bỏ tiền thuế của dân ra để nuôi 45.000 quân. Nam Hàn phải bỏ ra hàng chục tỷ đô la để nuôi 36.000 quân ở vĩ tuyến 38, ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Bắc Hàn. Đức bỏ ra hàng chục tỷ đô la phải nuôi 52.000 quân ở Frankfurt, ở Hamburg, rồi Ba Lan, rồi Ý Đại Lợi. Quý vị cho tôi đi một bằng chứng của một ông tổng thống nào dám giao lệnh thế giới phải bỏ tiền nuôi Mỹ không? Mà lại xâm lăng chiếm đất họ. Quân Mỹ ở bên Genoa chiếm nước Ý,
quân Mỹ ở bên Frankfurt và Hamburg chiếm nước Đức, quân Ý ở bên Tokyo, Okinawa chiếm nước Nhật, quân Mỹ ở bên vĩ tuyến 38 bằng 49 chiếm Nam Hàn. Thế giới không gọi là đế quốc Mỹ xâm lăng mà lại còn năn nỉ ở lại để mà đóng tiền nuôi họ. Đấy mới là những dân tộc văn minh, còn dân tộc đần độn rốt nát, u mê ám chướng, nghiệp chướng nặng là cái dân giao chỉ bộ thì nó lại là chống Mỹ cứu nước, cho nên giờ nó khổ như con vật. Và nó còn khổ dài dài đến nó than thở cột đèn cột chân nó cũng chạy mà. Có phải là các bọn ngũ rừng đúng không? Thế thì hôm nay cái tình trạng một người Nga để bán cái huy chương để mà nuôi trẻ con, cái chuyện đó là một cái điều nên làm. Rồi chúng ta lại qua một bản tin khác. Lâu nay Joe Biden, lâu nay cái phe gọi là phe chống hâm nóng toàn cầu mà làm cho Al Gore của nước Mỹ trở thành tỷ phú trong thời Obama, và làm cho những cái tay chính trị trở thành triệu phú, tỷ phú cũng thời Obama, đó là vấn đề hâm nóng toàn cầu. Và có cái hiệp ước ký ở Paris năm 2015 là cấm nước Mỹ này sản xuất than đá, cấm nước Mỹ này khai thác thêm vấn đề khí đốt, làm cho kinh tế không khí ô nhiễm, làm cho thế giới bị pollution. Nhưng mà hôm nay lại khác, người ta khuyến khích hồi trước là dùng cái loại điện nhiệt năng của mặt trời, dùng loại điện nhiệt năng của gió và sức nước đẩy hydraulic. Giờ này có bản tin là nước Áo đã trở lại phát triển các nhà máy điện chạy bằng than đá. Lý do là vì họ giảm mua cái vấn đề khí đốt của nước Nga. Chính phủ Áo đã quyết định sử dụng năng lượng than đá để sản xuất điện thay thế cho khí đốt của Nga, vì không muốn giúp cho Nga thêm tiền. Chính phủ liên bang và tập đoàn năng lượng của nước Áo là Verbon đã đồng ý mở lại các nhà máy điện sưởi ấm ở quận Melaksteria đã ngừng hoạt động suốt 15 năm qua để mở lại và cho phép nhà máy này sản xuất điện từ than đá. Văn phòng Thủ tướng là Karl Nehammer cho biết trong một tuyên bố theo hãng thông tấn AFP, nhà máy Melak là cơ sở sản xuất điện từ than đá cuối cùng của Áo đóng cửa vào đầu năm 2019 vừa qua. Hiện tại các cơ sở lưu trữ khí đốt của Áo mới chỉ đang ở mức 39%. Con số này cần phải tăng lên 80% để không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Vì vậy cho nên 20 nhà máy điện chạy bằng than đá sẽ được tái hoạt động. Đấy, quý vị đã thấy ông Donald Trump đúng chưa? Ông Donald Trump khi mà ông ấy mở lệnh, ông ấy cho phép than đá phát sản xuất lại. Ông bảo chúng ta bây giờ cái nhu cầu cho người dân trước, không thể để mà chúng ta phải trả tiền nhiều cho người dân. Cho nên sản xuất khí đá thứ nhất là giải quyết công việc. Hàng triệu gia đình trở lại các nhà máy hầm đá, hàng triệu công việc được sản xuất, và từ đó cái giá điện nó hạ. Trong khi bọn con lừa thì lên bảo rằng là bây giờ đóng không cho sản xuất than đá, đóng không có cho khai thác dầu hỏa. Cái đó là một cái sự cắn ngố, chúng ta dùng cái chữ ngố rừng là hay nhất. Đấy, bằng chứng là bây giờ nhà máy Áo ở bên châu Âu hoạt động trở lại bằng than đá. Trước kia là nước Áo đã phải nhập cảng 80% khí đốt từ Mạc Tư Khoa. Vì thế cho nên bây giờ họ sẽ sửa soạn đến cuối năm cắt đứt không mua 80% đó của Nga. Do đó các nhà máy sản xuất điện bằng than đá được hoạt động mạnh mẽ và làm cho dân chúng của nước Áo thêm công ăn việc làm. Người ta tính ra hàng triệu công việc sẽ được thành lập trở lại. Đây là một cái sự tiến bộ của chính phủ Áo lo cho dân. Rồi chúng ta trở qua một câu chuyện nữa là hiện nay chúng ta có 3 người Mỹ đã bị bắt ở bên Nga. Không phải là quân đội của Mỹ mà là những người cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Trong đó có một người gốc Việt Nam là anh Huỳnh Ngọc Tài, 27 tuổi. Anh ta là một cựu thủy quân lục chiến. Anh ta là một người đến Hoa Kỳ trong một cái cuộc gọi là gia đình
di sản năm 75. Lớn lên và được gia nghiệp và tốt nghiệp đại học, đã có gia đình và có gia đình vấn đề business thành công. Anh ta là một người quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có tâm hồn lý tưởng của nhân loại. Cho nên khi thấy Ukraine bị Nga xâm lăng, anh ta đã năn nỉ gia đình vợ con để mà lên đường qua giúp Ukraine chống lại xâm lăng tàn bạo của Putin. Và trong tuần vừa qua anh ta đã bị bắt với một người lính Mỹ khác là anh Andrew của người tiểu bang Alabama cùng với anh ta, tức là hai công dân của tiểu bang Alabama. Và sau đó là có một nguồn tin là một cựu đại úy thủy quân lục chiến cũng vừa bị bắt. Thế thì trong TV chúng ta đã thấy hình ảnh hai anh lính đã được Nga tuyên bố là tù binh của nước Nga. Chính phủ của Hoa Kỳ đang liên lạc để có thể giúp giải quyết Andy Huỳnh 27 tuổi và anh chàng Alexander Duki 39 tuổi. Thì bên Nga đã nói một câu rằng họ không công nhận những người này là tù binh, mà họ công nhận những người này là lính đánh thuê chống lại nước Nga thì sẽ bị xử tử như là hai người Anh và một người Maroc trong hai tuần trước. Thì câu chuyện này, cái chuyện nó dễ hiểu. Thứ nhất, quý vị biết Cộng sản có tên nào mà không khát máu đâu. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nữa là bây giờ kẻ thù trước mắt đó là chỉ có tiêu biểu giết. Ngay cả lính của Nga mà nếu bị thương nó còn đem giết rồi nó cho vào hỏa thiêu. Ra mặt trận mà nó đem theo những cái lò thiêu lưu động. Quý vị thấy, nữa là lính của Anh, nữa là lính của Mỹ. No different. Sẽ bị tết để mà nó tuyên truyền làm răn mặt. Quốc tế không được xen vào, có thế thôi. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.